anh em lên tên chú gọi chú Hải đi, chắc các bạn không biết chú Hải là chú nào, cứ gọi chú Hải cho dễ. Thừa là con Nam Điền này, đúng không? Đấy, thầy làm còn cốt rất hay, mỗi tội cái sẹo này thì đang xử lý, không vấn đề gì. Đấy, bây giờ rút, anh em rút rằm thì sơ sơ với cây này thì rất là già, bệ chùn hết cả, rất côn à. Có cái rễ rất nghệ thuật xuống đây à. Đấy, và tay tán ngon rồi, chỉ có mỗi cái tay này là đang nuôi thả sổng để cho nó đầy cái sẹo này lên, và cái, nó có cái bông ở đây. Thì một là phương án mà nếu mà chơi được cái tay này thì phải chờ nó bằng cái tay trên này nó to hơn, tay này phải thật nó khỏe đấy, sau đấy mới làm. Hai là sẽ khi đầy sẹo sẽ cắt cái tay này đi, xong rồi nuôi một cái bông ở đây giật về gọi là giật về gốc đấy. Hồi đầu thì nhiều khi các bác không hiểu là hồi đầu tưởng hồi kia, nhưng mà này là giật về gốc đấy, là bác hôm bác huấn thì có góp ý là như thế nói. Rồi bây giờ thì tiến hành giúp dăm mới làm cái cây này bác nhé. Đây là một cốt rất hay, tầm chắc 30 phân này. Đấy, rất đẹp. Em khoái nhất là cứ được động à. Cái này thì cứ để nguyên, không rút. Đang nuôi, chú ấy cũng mới cắt ấy, thì nó mới phun ra như này. Đúng là phải có cái kéo tỉa ấy. Đầu tiên là cứ phải làm sạch cái, xong làm điểm vàng. Bỏ cái lá này đi thì nó dễ nhìn. Khi mà những cái lỗi là những cái tay nó bị che thì nó nhìn nó chuẩn hơn. Chứ cứ để nguyên lá cắt thì nó dễ cắt nhầm. Đi đâu mà? Đi chơi đâu đi. Đi đâu đi? Đi chứ. Chơi đâu đi? Bác đi lấy. Đi chơi đâu đi này? Hà Trang. Bao nhiêu không ngủ đi con? Chơi đi không? Ông đi chơi đâu đi? Đi cho bác bé đi đâu? Đi chơi đi không? Thấy ông đi xe lại bà chồng lại đi học, ông đi học đâu? Sợ khiếp, mấy buổi đi học khiếp quá. Ngồi gì ra đây cho mát anh? Đợi không? Không nóng. Không, để lấy cái xe kia kìa. Rồi bác bé ơi, cho luôn bác bé. Hôm trước cắt cây rình rành để tên video là sướng nhất là cắt cây người khác. Cho ông đi làm gì? Búc ở bên trong. Cho ông đi. Lên rồi. Chắc anh chia xe thôi. Em là một sở thích là quay video, thích nói chuyện với cái màn hình. Đấy thì anh cứ lại đấy, nói chuyện anh em nói chuyện. Đấy, khi mà đầu tiên đừng có cắt bộ, tỉa cho nó sạch, xong mình nhìn thấy cái lỗi hoặc là muốn cắt ở đâu nó sẽ chuẩn. Đấy, kìa nhìn cái răm nó lại trùng trùng này, đã sướng rồi đó. Răm thì là cái này, răm thì là cái này. Đúng, răm là như cái này. Đấy, nhưng mà khi mình sẽ bấm ngăn lại, cho nó ôm lại, form nó ôm lại. Khi mình bỏ cái lá này thì mình dễ nhìn hơn. Đấy, mà sau mình sẽ đón một lứa mới, nó đều một lứa luôn, chứ nó không... Nếu mà cắt này, cái này non, cái này là già, cái củ lứa, nhìn nó hơi lem nhem. Chẳng là chú ấy chơi nhưng mà chú chắc cũng chưa động dao kéo nhiều, gọi là chỉ tỉa form thôi, chưa làm kỹ. Vì anh thấy như cái cây làng này, như lúc anh bảo là nó nhìn nó yếu ấy, đấy, cũng không động dao kéo mấy, tưới thôi. Chắc là đang chán rồi. Chắc cũng chẳng hẳn, mà sở thích người ta chỉ ngắm thôi. Em lại sở thích để làm. Phải biết mới làm, chứ không cắt mà nó hỏng đi mất. Không bỏ á? Đi vào nhà S mà. Không, cái hôm A1 đi. S1. A1. Con cái khoa cái này xong anh về chơi luôn.
chỉ khoảng một tuần sau nó mới phun ra. Thôi cái này anh chú ấy để cho chú chơi nhé, không anh phải mang đi ghê vậy thôi. Cho chú chơi mà chú lúc nào mà chú chán thì có thể khỏi chú chơi phút thôi. Còn nếu mà chú đẹp chú để lại những cái quà hắn cứ toàn là anh nói chuyện nói này chẳng mốt đã được 109 anh đi vào không vì nhiều khi nhiều người muốn giao lưu mà lại cũng thế giờ anh chỉ đi đường qua là thích giao lưu thì cứ liên hệ thôi. Khám 500 ở khoa S, khoa quốc tế Nam Điền rất hay, khoa bình thường khoa thứ ba cái mốt rồi mà đây đây đều phải Nam Điền đây Nam Điền mới gì mới rồi giờ anh chỉ có gì mới rồi cả khoa cái chỗ mình khám là dịch vụ 7:30 đến 11:30 căng thế chứ mà về dịch vụ có hai là ba hai dịch vụ một là dịch vụ cái đây cái nhà ở cái cổng chính đi vào ấy là cái sảnh ở chỗ gốc cái nào ra 15 tầng này à 15 tầng không phải đâu Điền đấy tòa nhà 15 tầng này đấy đi khám đơn giản nhất là 31 Nam Điền mà cái cốt này về nhưng mà giờ ngoài hành chính nó cho cứ cứu đấy 31 quên mất vừa nãy em không mua cái kiểu thằng kia. Kia à, không khác đấy lắm. Dùng cái này các bác cứ chê. Hôm nay là hôm lúc qua nơi cả phòng khám là có đồ có bảy thằng. Thì thằng. Thì ba ra chợ kia rồi làm. Biết thấy đâu ở cái nhà 15 tầng cao phút đấy. Kia là cái nhà ý là nhà khoa quốc tế. Ngồi đây cho mát này. Được rồi. Cái sảnh đấy ngay cổng vào luôn, đi vào luôn là đến luôn. Cổng chính á. Lọc sạch. Ba được bằng tay nhỉ? Cũng hôm ấy mình cũng qua đây. Làm gì nữa nào? Bảo với Trang bảo sao đi nay bây giờ không ít. Không phải rồi, thế bác đi nhầm chỗ khác rồi. Đông nghìn nghìn em biết. Một giờ đêm, hai giờ đêm cứ đông như hoa. Cái lá cá được bao nhiêu nhỉ? Lá cá bao nhiêu? Sóc ba là nơi ghi sổ của anh, ba ghi sổ. Xếp thứ. Đây cũng chờ lâu nhưng cũng không nhớ đâu lắm. Nhưng mà đông lắm. Chỗ nó tầm 10 là 10 phút. Thì lùng đông lắm, đông cực luôn, đông đêm, đông ăn ngày đến đêm đông, đông 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 đông. Bác sĩ ra chỉ chơi bác lúc đi uống thuốc, bác sĩ ra ra đi. Mình đến hết thăm sáu rồi. Mình chả cái đầu vào thấy bà Trang vào lắm. Bà Mỹ bảo. Ở nhà 15 tầng cao phút đấy. Thế là mình ngủ đấy vì chỗ nào ấy. Ra đấy, đông được bảo. Đấy chợ cũng đông, chợ 15 tầng thôi. Kia có là từ lúc khám, từ lúc vào, từ lúc đi sổ đến lúc khám xong mới chỉ là 15 tầng. Hôm trước cái bao ở đó ngay, bao khóa cái bao ở đó ngay. Cái này dù gì đấy nhỉ, không có gì. Biệt ở trên này, mình xăm rất là quạch. Xoay. Và rồi cũng là chụp là cốt cốt vào, đầu tiên cống hay khóa ép ra nơi khả năng mua sổ ở đó, làm trong như này. Bây giờ cái, nó lật lật cái miệng là đi về. Để đang để lá lem nhem ấy, cứ cái lá non lại để lên lá già. Năm một tháng nữa thì đi lại đó. Một lần mà có uống được mấy đâu. Còn lâu. Tại cái thứ gì cũng có đi ăn cũng khoái gì. Đã mấy tiền đi khổ. Sao? Đã bắt đầu phải sạch. Sau nó chỉ thay luôn, kích thích nó lên mầm mới. Cứ để lại một vài lá là sau nó mọc lên một lúc, mọc lên một lúc nào như thế là 5 cái răng thôi. Xanh này là cái dễ làm thoải mái. Mọc lên một lúc. Xong rồi. Hết rồi. Được gì, được mối đi chợ đấy. Nhưng mà xong ngồi chảy hết bột. Ngồi hôm nay bố đang mua máy tính nên mở ra đấy, còn rồi thấy đang cứ đợi cái bạch là tay không thì còn gọi chút xem lấy sơn như để bố vào lắm. Này nghe giọng nó là khó nghe máy tính nó động để cho thư động thì cất đang động thôi đi bớt chỗ này cho nó đỡ che cái thân để khoe tí thôi. Nhưng chú là không bị giọng cũng bị thế nhưng mà bây giờ nó quen nó khác. Trước thì phải nói như thế thôi. Ừ. Ở đây. Mẹ gọi gì mẹ ơi? Đấy. Này thì tặng thầy cũng có tâm. À hôm qua tối bắt con gà không? Rồi bây giờ nó bắt đầu là tỉa đây nhỉ. Răm này, cái định hình của nó như mình bây giờ mình muốn giữ nguyên form ấy. Thì cái định hình của nó là như này, cái đường chạy. Đấy, cái đường chạy này. Đây sẽ là một bông, đây một bông nhỏ này, đây một bông nhỏ này.
cơ bản là mình chưa làm gì khác nữa. Đây mà ôm nhỏ đây mà mình sẽ tỉa gọn nó ôm cái form này. Đấy, cơ bản cái này là bổ đi. Cái này mà sao cũng thế. Quấn vào dây. Những cái đầu cành nào đấy mình bỏ đi đâu. Cành nào nuôi thì mình mới để được. Chắc là tí nữa. Chỗ này nó sóng quá là phải đấy. Nó cứ kiểu nó đè lên nhau á. Không ngắn lại. Bạn bạn kia được mấy tháng rồi em? Bạn này chỉ tháng rồi. Lấy chưa? Bỏ á. Đây này đang cần nuôi cái để. Nhưng mà cái tán đấy ở dưới thì sao? Cái nuôi xong thì sẽ có cái có thể làm cái tay rơi cũng đây được, nó bông nhẹ nữa. Nếu mình để đấy thì không bao giờ mình sợ nó, sau mình sẽ nghĩ kiểu khác ấy. Những cành mọc ở đây này không bao giờ dùng được. Trừ khi làm tay rơi đấy, bụng bên này gói nó bỏ hết lá rồi, cái này kệ đang nuôi mày. Cái này nó muốn rụt gì nó lại thì buộc phải tỉa nhiều. Đây nó sẽ ra hai cái này, nó lại cái tầm mình đón cái tầm. Thế thì liệu lâu được không, đang ra lâu lại đứng một giây để về không có đôi chưa đủ đấy. Đây các hai cái này thì để nuôi này
dự phòng cái phương án ở dưới này, làm cái bông này dưới này. Hai. Dạ. Thương yêu này sẽ có một bông nhỏ nhỏ đấy. Nhưng nó quả bác không? Bây giờ tán nó không, tán nó không như cái củ xưa, cả cái mây này là một cái tròn chia nhỏ như này. Mình không chỉ chơi lá mà chơi cả răm, răm rất hay, chơi răm. Nó gọn hơn một tí anh nhỉ? Dạ. Ông đi đâu? Chỉ nuôi những cái bầm cám này thôi. Nếu mà ở dưới này mà thấy người ta nuôi là chỉ để nuôi những u rồi. Khi mà to rồi cắt thì là. Nhưng mà đợt trước mà chỗ này có cảnh để ra là một con người cũng hay đúng chứ nhỉ? Bỏ đi. Đây thì chưa chơi được, đây không chơi được. Chơi đây sẽ bị mất bệ. Ý tôi bảo là có cái cảnh này chẳng hạn như là nó ngắm. Nếu mà nghệ thuật cũng được, nhưng mà không được phép che bông, không được phép to. Chú ba chú nhỉ Mình kìa. Tháo ra. Cắt luôn cái dây. Chờ nó đầy sẹo trong cái này. Đây sẽ có một cái nhỏ đây. Đây sẽ có một cái. Nó vừa phải nó ra đây một tí. Cái này thì ra đây nó không dùng được. Nó cái mắt này. Sau thì bỏ này mình... cái nào mình cảm giác mình dùng hay hơn cái kia thì mình để lại. Chứ gì đấy anh xong tay bát rồi, cổ nó bị to này, cắt giật nó vậy từ đấy nó giật từng tần nó bé dần đấy rồi, không lấy cái mắt chính phải nuôi cái mắt phụ. Thu ngắn để sau mà còn cắt nữa nó lại được mấy tầng nữa nó mới dày được. Thu để đến đây sau nó sẽ vượt đến đây không dày được. Nhìn đoạn chỗ này cũng hơi lỗi rồi. Đoạn này sẽ chờ cái tay này mạnh lên. Và khu đoạn cành này từ đây lên đây không đoạn này không đoạn này sẽ có sau cái này lên sẽ có cái bông cái bé rồi cái này và bước vào cái này tí nhìn cho rất ưa nhìn từ nó dài
Ôi này, chút gì này. Bà thấy đúng kiểu như mẹ bỏ hồ như mình, mấy cái dây này buộc biết liền. Cái này đang hăn vào cả ấy rồi, ăn vào cả thịt, nó sắp ngập vào trong. Chưa, không phải đâu, cái đấy là bác mới cuốn lại cái tay này. Đấy là cái dây cũ bác tháo ra xong bác cuốn lại. Chứ không phải là cuốn lần đầu nó bị vậy đâu. Sắp bị ngậm rồi. Sắp bị ngậm. Bị ngậm từ trước rồi. Bỏ bỏ đấy, đúng rồi, nấu cho con Dương ăn đi. Ngậm vào cái tuần trước. Nhìn cái này chắc là hạt nó lên chứ không phải là lấy cành. Nó qua đắt, nó qua không? Nó làm điền, đi chơi cảnh như... Hả? Nó điền nhiều khi chơi cảnh dần lên như... Thì nó nhanh đúng không? Củ nó phê, có cảnh nó phê mà dễ nó chảy ra luôn. Có thể sắp đặt được. Hay là cái cành này cứ cắt ra xong cái cành đi dâm rồi lại làm được cơm. Như xem cái bác cường họa sĩ với cây gì giống thời gian bác cắt tử ra mà bây giờ thành một cây nó cũng khủng đúng rồi. Long luôn. Cứ cắt dần ra bán những cái nhỏ nhỏ khi là... Nhưng đúng là nó là thời gian cái điều. Điều... Hỏi ai? Nhưng là hoàng hoàng quá thì kệ, đã làm rồi thì kệ. Đã chót về rồi. Cái này là cái tay rơi ở cái này thì nãy được. Cái bông rơi nhẹ như này. Cái bông rơi nhẹ như này. Cái thì hơi xa quá. Cứ bỏ thường là cậy cái này luôn. Con trẻ mình cảnh bữa ao. Bao nhiêu chú rô rồi, bao nhiêu chú xin nơ. Cái kia làm là dễ hơn được nhiều. Cái này chỉ có Dũng Nguyên. Cái kia chưa thì chưa lại bông. Là Dương dạy anh dốc học đi. Xem lại cái tỉa người ta nhìn thấy dễ hơn. Vừa nãy nó có lá, nó có gì. Bay tiếp rồi, bay tiếp rồi. Tiền. Để chỗ này sướng. Có cái gì đây? Tí nữa cắt một cái rễ này. Cắt được hai cái rễ này. Nhiều khi cứ mà không làm thực sự kết rồi đến tận nơi xem mới rõ được. Quay lên nhiều khi nó khó. Đấy, cái rễ rất nghệ thuật. Quên mất là rồi, bây giờ chuyển sang cây làng kia. Làng kia.